Trên Twitter cá nhân của mình, Tổng thống Indonesia Joko Widodo viết, thủ đô của Indonesia sẽ được chuyển tới đảo Borneo. Địa điểm có thể là ở Trung Kalimantan, Đông Kalimantan hoặc Nam Kalimantan. Tất cả các khía cạnh trên đều đang được nghiên cứu sâu để đưa ra quyết định chính xác nhất. Tổng thống Indonesia cho biết thêm việc rời cố đô có thể mất tới 10 năm và tiêu tốn từ 20 đến 30 tỷ đô la Mỹ, nhưng là việc cần phải làm trong bối cảnh thủ đô hiện tại đang lún dần. Đảo Borneo với diện tích 743.300 km2 là đảo lớn thứ ba thế giới và lớn nhất ở châu Á. Hiện có 3 quốc gia có lãnh thổ trên hòn đảo này là Brunei, Malaysia và Indonesia, trong đó Indonesia chiếm hơn 70% diện tích.